Lịch thi đấu đội CHN Buriram United hôm nay, Quang Hải nói gì trước giờ dê? Câu lạc bộ CHN sẽ đối đầu Buriram United trong trận ra quân ASEAN Club Championship Shopee Cup vào tối nay, 22/8. Câu lạc bộ Công an Hà Nội, câu lạc bộ CHN sẽ mở màn hành trình tại ASEAN Club Championship với màn tiếp đón Buriram United trên sân nhà hàng đẩy. Trận đấu diễn ra lúc 19:30 hôm nay ngày 22/8, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. Câu lạc bộ CHN nằm ở bảng B giải ASEAN Club Championship cùng các đối thủ Boneno Samarinda, Lyon City Sailor Fan Club, KA Fan Club Iolio, Buriram United và Kuala Lumpur City. Đây là lần đầu tiên đội CHN bước ra sân chơi quốc tế. Để chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á, đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polkin đã mang về nhiều cầu thủ giỏi. Huấn luyện viên Polkin tự tin Quang Hải phát biểu mạnh mẽ. Quang Hải cùng câu lạc bộ CHN ra sân vào tối nay, cựu vương V-League đã chiêu mộ 10 tân binh gồm thủ môn Chu Văn Tấn, trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ Jackson Quang Vinh Fendan, hậu vệ Nguyễn Văn Đức, trung vệ Domingo Hugo Gomez, tiền vệ Vitor Hugo Rosa Nascimento, tiền đạo Alan Sebato Alexandre, tiền đạo Arthur Gemelo Leonardo, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Đội cũng gia hạn hợp đồng với Nguyễn Quang Hải. Trong đó, Jackson Quang Vinh là cái tên đáng chú ý, do hậu vệ sinh năm 1997 từng khoác áo U16 và U18 Pháp, cũng như nhiều năm đeo băng đội trưởng câu lạc bộ Sochaux của Pháp, chơi tại Ligue 2. Chia sẻ ở cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Alexandre Polkin dành sự tôn trọng cho đối thủ. Chiến lược gia người Đức có 6 năm huấn luyện ở Thái Lan trên cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Bangkok United, nên không còn lạ lẫm với đẳng cấp của Buriram. Đối thủ của câu lạc bộ CHN trong trận đấu tối nay là đương kim vô địch Thai League. Tôi đã rất hiểu câu lạc bộ Buriram United, nên tôi đánh giá đây là cơ hội cọ sát, nâng cao trình độ cho các cầu thủ câu lạc bộ CHN. Huấn luyện viên Polkin đánh giá, câu lạc bộ CHN lần đầu đá giải quốc tế nhận nhiệm vụ đưa câu lạc bộ CHN đạt thứ hạng cao, nhưng huấn luyện viên Polkin khẳng định đã quen với áp lực. Trước hết, tôi phải cảm ơn ban lãnh đạo đội đã giúp tôi có được những nhân sự chất lượng. Tôi rất hài lòng với đội hình hiện tại và sẽ cố gắng để có được kết quả tốt. Tôi cảm thấy áp lực, nhưng tôi đã quen với điều đó rồi. Buriram mạnh, nhưng câu lạc bộ CHN cũng có những cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Văn Đức. Chúng tôi đã phân tích lối đá của câu lạc bộ CHN. Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, đây là trận đấu quan trọng và sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và vì cổ động viên. Ông Polkin kết luận, đối thủ ca ngợi Quang Hải câu lạc bộ Buriram United sẽ so tài với câu lạc bộ CHN mà không có trụ cột Thiratong Bunmathan trong đội hình. Thiratong là cái tên quen mặt với người hâm mộ khi anh từng cùng với Thái Lan đối đầu với bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ. Thiratong cũng từng khoác áo câu lạc bộ Vissel Kobe và Yokohama F. Marino của Nhật Bản, đoạt một chức vô địch quốc gia tại đây. Tuy nhiên, hậu vệ người Thái Lan sẽ vắng mặt ở trận đấu tối mai ngày 22/8 do chấn thương. Không có sự phục vụ của Thiratong là tổn thất lớn đối với Buriram. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có sự thay thế phù hợp, huấn luyện viên Osmar Loss của Buriram khẳng định. Xem trực tiếp và độc quyền Shopee Cup 2024-25 trên FPT Play. Tại http://play.vn.